Ok, để sao ta mình xung nuôi dự trán bạn số nhầm thả ta bà iPhone XS Max nâng iPhone 14 ní cụ tự tình mùi na dù bà bà nâng nô trên nam vì bọn phải vì chẳng để sao ta mình khẩm mắn nhầm vì bạn không cao trả lại chẳng nhầm sự khẩm thả video mới nâng ai chui ở quạt nghi sử dụng khá chơi rồi. Ok, chẳng trong video nếu nhầm ọt trong dây vì vệnh ngay vì speak PA nhẹ nhảy thế nằm tại Yuka chẳng nhầm xông như dây bà vô tại mặt đầu chúng tôi có nên là khá bạn XS Max cứ prapachir phê để cong Retina OLED ở đây prapachir phê để cong Retina LCD chẳng XS Max bà lọ chiều nhầm ai XS Max một bút tụ chúng tôi thùng hốp mấy con XS Max thông chiếc nhầm ai từ iPhone XS Max một bút tụ tiệt chẳng pì bút tụ nữa bà iPhone 14 mà đòn chúng tôi thầm mò iPhone 14 tàu chiều XS Max bên tay iPhone 14 prapachir đánh can chiều nhầm ai iPhone 14 một bút tụ bà chẳng chúng tôi camera vì gặp đôi khi vận tay cả thọt tiết đánh mình này một mình ấy lo chuyện EMS lưu chiến như tới camera series thứ mấy và vừa cả bàn lo cực lặn ra chuyện EMS chẳng nhầm ai iPhone đập mối một tụ tiệt bà phi tụ smart cái này chẳng bà tele panel speaker nhầm ai một tụ smart cái này bà chẳng bảy tụ là nó cái này bà bảy tụ smart cái này hai tele panel design nhầm ai bị tụ tới iPhone 14 bị tụ tiền cực tha design iPhone 14 mình cả design bản sát trường được xa tại camera đang thông trường bà chẳng iPhone 14 buồn bị tụ ấy mấy bên là 7 bị tụ thì đã môi lương bị tụ ấy. Ok chẳng chẳng bộ performance nó cái này bà performance anh ấy pra chip series mấy bà chip A đã bay bài này anh ấy chip A đã bay bài này chẳng mình đây tha anh ấy lên game bàn kháng chiến thua ca bàn lươn chiến thua ấy cái đó cứ việc nha iPhone em mẹ cục tại mà đồng bất sân chơi chương trình performance chẳng nhân xong ai iPhone ở môi ní bà một tụ tiệt chẳng pram một tụ anh em mình đã bày một tụ thì ok chẳng tờ ca update được sao ta nên tranh bàn series thay mấy chiến chẳng chip có series mấy chẳng bà software update bên đây tha iPhone ở môi ní bà bàn đuôi nam chiến chẳng nhưng ai anh em mà tụ tiệt đập môi mà tụ tiệt chẳng lang đào mán nữa khi nào môi tụ ấy hai anh em mình đã bày tụ thì hai môi tiệt nó khi nào được xa tại iPhone 14 Pro iPhone 14 này vì trong cái tha chỉ từ được sắp mối đài mình là dụ ca pra trong cái tha bị tranh cao vậy mệt chẳng ngày vậy mệt bị tranh muốn bên đây tha bớt hơn chưa khi tin được sắp mặt tắt hai nó pay nên nó khi nào có Piro để nó khi tin bàn được sắp sát bà nên mình Piro của chiếc nó sao tại từ sắp nó trên khó khi mà nằm chẳng Piro này cả tình sắp bàn sát chiếc cứ iPhone 14 chẳng nhưng mà iPhone 14 mà tụ tiệt chẳng lang đòn bờ tụ mà nên mình là bày tụ thì chẳng sắp cái đây ở vấn chấm pua nhóm bà nhóm xong chơi rơi vô vị thế lẽ nó này xong chơi rơi vô iPhone 14 từ sao tại iPhone 14 chỉ chấm rơi sầm rắm nhóm là nhóm cật thà vì là ó sạp xong sầm rắm nhóm anh ấy viên ở đang sờ tràn từ lưỡi camera từ lưỡi chân từ mỏ có đang sờ đây hai cái răng nhưng cái thà vì ở bên Japan hàng sản phẩm thế là sao tại nhóm pra được sạp pí bà chẳng nhóm pra Samsung mới thiệt hai chúng po iPhone là mối đấy mình thải cái răng vì ở đi bên tai on thế nào khi này camera phải chặt đôi chuyện mình bàn hải thế nhưng cái thà vì cho bà lo ấy bà vì mình khó khăn này ngay vì XS Max thì XS Max vì bà dương dây tha vì resolution iPhone 14 này cứ nâng XS Max resolution với bà crop pixel cứ bà bài được như thế bàn tay bà sân gì cho bác những cái tha XS Max với cho bác chiếng được sao ta một hạt đấy Việt là chiếng nó này mơ tới Việt là chiếng vì đòi rụp hiệp đòi lấy máu việc được source art chiếng hay vì đòi bỏ một ăn trầm trâu chiếng chẳng từ hay mùi tiết XS Max vì cana tại còn việc lo chuyện việc thôi phần này phần đường nó mới tới việc sửa chạm việc sửa trừ chẳng tới phần tay ca para chơi sai những cái tha việc đôi chật đây thế làm nhóm iPhone nó mũi còn lo đấy chẳng là nó khi này bà không video mình đi nhưng trong phần nó kia tha nhóm chơi rơi vào iPhone nó mũi tuần thì nhóm mình lôi bay rồi là chiêng tập buồn rồi lá nhóm tin iPhone nó mũi vào para nhóm mà tin iPhone XS Max thì ok chẳng cái nó không video đấy sự công thành nó khi bàn mờ hay nó khi nghi sụp không ca sầm chật ហើយខ្ញុំនឹងជួយបន្តគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ